Xin chào tất cả bà con nhá. Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Hội Bất Động Sản Miền Nam, nơi quy tụ hàng triệu mẫu nhà đẹp dành cho tất cả những quý vị, chị, quý bà con nào đang cần tìm nhà để an cư lập nghiệp hoặc tìm những mẫu nhà đẹp để xây cất. Nếu như khu vực quý vị, chị, quý bà con đang ở toàn nhà 4, 5 tỷ, 6, 7, 8 tỷ mà quý vị, chị, quý bà con không thể mua được thì hãy tham quan qua căn nhà này. Tại vì căn nhà này có một cái mức giá bán rất ưu đãi và đặc biệt là cái vị trí của nó cũng không thua kém gì cái nơi sang trọng, những nơi đẳng cấp khác. Thậm chí căn nhà này còn có rất nhiều ưu điểm hơn. Ví dụ như là tuy là một cái diện tích hạng khá nhưng mà vẫn có phòng ngủ dưới như ở đây. Thì trước mắt em sẽ review sơ sơ một lượt tổng thể căn nhà này. Rồi em sẽ review tổng thể lại căn nhà sau nhé. Em sẽ review chi tiết lại sau. Đó, một căn nhà thiết kế một lầu một trệt và có một tum. Công năng sử dụng diện tích của căn nhà này lên đến 150m sử dụng nha quý vị, 150m. View hàng xóm của chúng ta toàn là nhà 6-7 tỷ thôi nhé quý vị. Nhưng mà căn nhà của chúng ta có một mức giá rất ưu đãi. Đây, như nơi chúng ta thấy đây, trước nhà là những siêu phẩm, là những căn biệt thự 7-8 tỷ, 6-7 tỷ nha. Nhưng mà quý vị thấy này, cái vị trí trước của căn nhà của chúng ta đây là đường rất là to, gần ngã ba ngã tư, rất là thoáng. Và đặc biệt con đường này có một cái chiều rộng rất là rộng nha, nó lên đến 13-14m. 14m mặt tiền đường nhựa, cây xanh vỉa hè đầy đủ hết luôn. Nói chung là quý vị, chị, quý của bà con mà an cư lập nghiệp ở đây thì hết ý luôn nha quý vị. Và đặc biệt quý vị thấy là ở đây hàng xóm ở rất là đông đúc, kín mít hết, hàng xóm cực kỳ thân thiện luôn. Và đây là toàn cảnh phần mặt tiền của căn nhà mà em muốn giới thiệu đến tất cả quý vị, chị, quý bà con. Đúc một đầu một trệt, đúc thật hai tấm nha quý vị, đúc thật hai tấm. Trên có một tum nữa, tum có phòng thờ, có sân thượng hẳn hoi, sân thượng trước và sau nữa nha quý vị, vậy cái bánh gầu. Và đây là toàn cảnh cái phần mặt tiền, quý vị, chị, quý bà con nếu mà thấy đẹp thì có thể áp dụng xây theo. Kế bên đây em có một căn đang hoàn thiện nữa. Và bật mí một chút về giá bán căn nhà này là chỉ có 2 tỷ 890 triệu thôi. Được hỗ trợ ngân hàng lên đến 70% cơ mà. Có nghĩa là quý vị chỉ cần trả trước đâu đó tầm tỷ hơn tỷ là quý vị có thể mua nhà rồi. Chứ chờ mà gom đủ 2 tỷ mấy thì lúc đấy nhà lên 6-7-8 tỷ nữa. Hợp lý không quý vị? Ở đây là cái phần phía sau của căn nhà của chúng ta. Lại là hàng xóm, nơi có những con gà nhà góc hai mặt tiền 7-8 tỷ mà đối diện nhà của chúng ta đây chỉ chưa bằng một nửa tiền. Mà diện tích đâu đó thì cũng đa ná giống nhau cả thôi. Một cái diện tích là ngang 4m, dài vô 16m, thổ cư nó sẽ là 100%. Nhà của chúng ta đây sẽ có vỉa hè, ở đây là 3m quý vị. Đấy, vỉa hè. Kế bên có bãi đất trống. Quý vị có thể ra trồng rau nuôi gà. Người ta chưa xây nhà đâu, mòn chán người ta mới xây nhà. Đó, như quý vị thấy là bên ngoài mặt tiền này có cổng rào bên trong bên ngoài, trên dưới hết nan cam sắt, rất đẹp, rất phong cách, thiết kế theo phong cách Mai Thái chữ A nha quý vị, đợp ngói. Trước nhà có một cây xanh. Sáng sớm ra đây ngồi uống trà uống nước hút thuốc tuyệt vời. Làm một bàn ghế đá để trước vỉa hè đây đỡ ngồi hết ý. Ở bên ngoài chúng ta sẽ có một cái sân để xe Honda như thế này nha quý vị. Anh em nào có ô tô thì có thể phóng thẳng vô trong này cũng được, không thành vấn đề. Tại vì giá rẻ, giá trung bình thì nói chung là chúng ta chỉ có nhiêu này là rất là khá rồi. Bên tay trái chúng ta sẽ có trang trí các ô nhấn. Quý vị có thích dán tranh 3D về thì dán thêm vô nhé quý vị. Đó, trần thì có đèn LED, đèn H, rồi có cả quạt trần. Vào căn nhà sẽ mát là rượi nhé quý vị. Ở bên này chúng ta sẽ có cái vách TV. Đó, rất là xịn sò, rất là phong cách. Đây là cái mẫu tương đối là mới. Quý vị nào mà đang xây nhà ấy, mà thích cái mẫu này thì có thể là làm cho nhà mình một cái nó giống giống như thế này cho nó ngầu nha quý vị. Chưa nó trơn tru hai bức tường, bước vào phòng khách nó ảm đạm, chả có cái gì thì nó hơi chán đúng không? Gạch nền của chúng ta đây sẽ xài gạch 60x60 nha quý vị nhá. 60x60. Gạch bóng kính luôn. Với các họa tiết màu vân đá nhìn cũng khá là đẹp mắt. Tiếp theo đi vô không gian bên trong, không gian rộng mắt tự em sẽ review nhanh một chút cho quý vị cùng coi về căn nhà này. Đó, quý vị thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái cầu thang để đi lên đầu trên nhá. Cầu thang này có cái gì đặc biệt? Ở đây thì sẽ vẫn như những cái căn nhà cao cấp khác. Ở tay vịn ở đây chúng ta sẽ vẫn có xài được gỗ tự nhiên này. Vẫn xài gỗ tự nhiên rất là ngon lành nhá. Với tay vịn gỗ này, trụ kính inox 304 này, kính cường lực này, rất là ngon này. Mặt bậc thì ở đây chúng ta sẽ xài đá đen kết hợp cổ màu trắng để cho nó tôn lên cái vẻ đẹp, nó nổi trội một tí. Chứ nguyên một chơi nguyên một màu đen thì nó cũng được nhưng mà nhìn nó không được sang cho lắm. Ở gầm cầu thang này quý vị thấy là bên anh em đã ghép
cho quý vị một cái bộ tủ chân cầu thang nhìn cũng khá là ok, rất là đẹp. Tiếp theo đi vô không gian bên trong, ở đây chúng ta sẽ có một cái tủ bếp đã được làm sẵn. Đó, tủ bếp nhìn rất là sang nha quý vị nha. Gỗ này là gỗ công nghiệp đã qua xử lý, nói chung là chống công vây, chống ngập nước, chống nước, chống ẩm. Trần nhà bếp thì cũng rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Với một căn nhà 2.890 triệu thì quý vị thấy là căn nhà này quá hời, rất là dễ mua, dễ sở hữu và cũng khá đẹp mắt, nhiều công năng nữa. Ở phía bên tay phải của chúng ta đây, dọc bức tường ở đây thì có được ốp lên những hàng gạch mét 2, rất là sạch sẽ. Nhà có trẻ em thì không sợ nó bô bẩn lên tường nhá. Trong này gạch nền cũng rất là sang, cùng một tông màu với lại không gian của cái phòng khách. Tiếp theo bên trong này thì gầm cầu thang này chúng ta có thể tận dụng không gian cầu thang này để tivi, à quên, để tủ lạnh, sorry, rồi để máy lọc nước vân vân và vân vân. Gầm cầu thang này chúng ta đóng thêm một cái tủ nữa để làm cái tủ trưng bày rượu hay là làm cái gì cũng được. Rồi quý vị thấy thì mặt bàn đá của chúng ta đây sẽ xảy đá đen nhé, rất là sáng bóng luôn. Rồi con nè có mua sẵn cho bà con một cái chậu rửa như thế này, chậu rửa với chậu này chậu inox nhé, chậu này khá cao cấp đấy. Rồi vòi sen luôn. Rồi kính ở đây sẽ xài kính bếp, đây sẽ xài kính cường lực nhá, kính màu này khá đắt tiền nhá, đắt nó đâu đó gấp 7 gấp 8 lần gạch ạ, 8-900 nghìn, gần triệu mét vuông ấy, à một mét dài thì người ta tính mét dài, sorry. Ở trong này chúng ta sẽ có thêm một phòng ngủ nữa, đây là một điều rất là tuyệt vời đối với những căn nhà hạng trung như thế này mà có phòng ngủ dưới, đó là một cái gì đó rất là xa xỉ đấy quý vị, dành cho anh em nào mà thích không gian nghỉ ngơi bên dưới hoặc là có cha mẹ già, đây là một sự lựa chọn tuyệt vời. Phòng ngủ thì đèn đóm rất là sáng, có dây sẵn dây chờ điều hòa đầy đủ hết này, cấp nguồn các thứ CV điều hòa ở đây, có cả cửa sổ luôn nha, rất ngon nha, không có ngủ quý vị nha. Phía sau này chúng ta sẽ có không gian ra phía sau để đi ra nhà vệ sinh. Phía sau chúng ta sẽ có cái nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm luôn, với cửa nhôm màu xinh pha, ốp nan lên rất là cao. Vòi tắm ở đây chúng ta sẽ có vòi tắm xăm cây thì nông 3.4, bên trong có cái bồn cầu nghiền khối cũng được tương đối. Bên ngoài chúng ta sẽ để cái chậu rửa mặt đây cho đỡ chật trội, sáng ra không phải chờ đợi nhau nhé. Mà nếu một nhà có nhiều nhà vệ sinh rồi thì chúng ta để trong chậu cả hai vấn đề để trong cái nó gọn. Phía sau này chúng ta sẽ có một cái không gian này em gọi là không gian sân phơi phía sau, hành lang thoát hiểm. Đó, chúng ta về có thể là đổ ít bê tông ở đây, dọn dẹp sạch sẽ ra đây phơi quần áo này, con này cành đào luôn, hoặc là đâu đâu ơi, làm con gà con ngué ra đây mà làm cũng được, nó đất hữu không. Ok, bây giờ mời quý vị cùng theo chân em Phương để đi ra tham quan đầu trên đi, review thêm một chút tham quan đầu trên. Pháp lý của căn nhà này là sổ hồng riêng nhé bà con, một căn nhà này đây là căn nhà sổ hồng riêng, chúng riêng có sẵn nhá, quý vị đủ tiền có thể công chứng sang tên liền, không phải chờ đợi, không phải làm gì cả. Nói chung là về pháp lý thì giấy phép xây dựng đầy đủ hết, mọi người hoàn toàn yên tâm. Hành lang này rộng mét 2 nha quý vị, mét 2 về pháp lý thì bà con hoàn toàn yên tâm về căn nhà này nhá, sổ riêng có sẵn luôn á, chúng phải chờ sổ với đợi sổ gì cả, quý vị chờ hết năm nọ qua năm kia thì có mà toang luôn. Ok, mời bà con cùng theo chân em lên đầu trên nhá. Cầu thang mặt bậc đi lên trên rất là vừa vặn, bên tay vuông xuống rất là vừa chân nha, tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ở trên này chúng ta sẽ có hai phòng ngủ đấy thưa quý vị, hai phòng ngủ của một cái sân phơi phía sau, sân giặt, em gọi là sân giặt đi. Đó, đây là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này nó còn rộng hơn phòng ngủ dưới nha. Đó, thấy không? Dây chờ điều hòa đầy đủ hết kìa, có cả cửa sổ này. Phía sau cũng có cửa sổ rất là lớn để lấy gió lên sáng. Ở đây chúng ta để máy giặt ở đây này. Phơi đồ ở đây thì không sợ mưa gió gì nhá. Để đây quần áo vẫn khô bình thường. Phía sau cũng có nhà tắm rất là lớn luôn. Đó, có lavabo rửa mặt này. Cũng đẹp, bên trong này cũng bồn cầu này. Ốp đá cũng tương đối được cao. Rồi ok, phía này có cái cửa sổ.
Chỗ này thì có vòi cấp nước, thoát nước và nguồn điện. Với cái mức tiền mà chỉ có 2.890 tỷ, quá là rẻ trong căn nhà như quý vị mà sổ hồng riêng đấy chứ. Đất thì ngang 4 dài 16, 64 mét. Hai sàn này 130 mét, cộng thêm cái sàn trên nữa kìa, sàn trên 30 mét nữa, 160 mét, chứ chẳng ít gì. À, đây là một phòng ngủ cỡ lớn nha quý vị. À, đây là phòng ngủ cỡ lớn luôn này. Phòng này to hơn cả hai cái phòng kia luôn. Ba phòng ngủ theo mà nghỉ ngơi nha. Đối diện toàn là biệt thự sang trọng không. À, đó, ngon chưa? Ra đây ngồi uống trà uống nước ngắm cảnh được. Nhưng mà nếu mà uống trà uống nước ngồi ngắm cảnh lên nóc nhà ngồi được, tôi thì phải ở dưới này. Đó, hàng xóm thì quý vị thấy đây rất là đông nhá. An ninh cực kỳ tốt luôn, đường xá to đẹp. Container ra vào thoải mái chứ đừng nói gì xe tải nha anh em. Container ra vào còn thoải mái chứ đừng nói gì xe tải. Thì hàng xóm thấy không? Mọi người thấy không? Đồng quá trời luôn. Quá là VIP luôn. Ở đây không ngờ được nữa thì còn ở chỗ nào. Chỉ cần trả trước cho em 1.5 tỷ này, em hỗ trợ ngân hàng phần còn lại cho nhá. Không cần phải trả hết đâu. Không nhất thiết phải đủ tiền mới đi mua nhà được đâu anh em nhá. Ok, mời bà con cùng theo chân nhau lên lầu trên. Xem bên trên có cái gì không? Trên có hai cái sân thượng lận, sân thượng trước, sân thượng sau. Tha hồ mà lên đấy vui chơi, uống trà, uống nước, hút thuốc, ăn nhậu. À, ăn nhậu chúng ta ngồi trong nhà, mình thích chúng ta ra bên ngoài, chúng ta ngồi. Đó, theo sân thượng phía sau này. Rất là đẹp, rất là sắc nét, quá hoành tráng luôn anh em ạ. Đó, theo. Đằng sau mấy con đường phía sau đây không? Nhà lũ lượt đấy, thì qua trời đông rồi. An ninh cực kỳ tốt nha, về đây ở thì hết. Không chê được vào đâu được nha. Đấy, quý vị thấy không? Nhà người ta thì là tôn đây này. Con nhà mình đúc tấm như thế này cơ mà. Ăn chơi sợ gì mưa rơi đúng không? Đây anh em thấy không? Quay đây toàn nhà lập tôn hết nha. Đó. Con nhà mình đúc tấm thôi. Chúng ta về chúng ta làm thêm cái chuồng chim trên kìa. Ta đây trồng cây đúng không? Trồng lan hoặc là trồng rau củ quả gì đó. Đó, như nhà người ta đấy đó. Nhà người ta làm mấy cái chuồng nó lên đó. Cũng được đúng không? Quá ngon lành luôn. Ngoài sân sau em còn cái sân trước nữa cơ anh em ạ. Còn cái sân trước nữa cơ. Thế chưa đến 3 tỷ mà có căn nhà đẹp như thế này. Chỗ này là phòng thờ nha anh em. Anh em có thể làm phòng thờ như thế này. Nếu không làm phòng thờ anh em có thể làm phòng ngủ. Anh em theo đạo Công giáo thì không có phòng thờ. À, làm phòng ngủ luôn sẽ là có 4 phòng ngủ nha. Quá ngon này. Hiện nay không ngờ được còn như thế nào ở được nữa đúng không? Nhà người ta lập tôn nha, mình đúc tấm luôn với máu nha. Đấy, bên này có mấy căn nhà nữa này. Đi chờ điều hòa trên này nhá. Có thiếu cái gì đâu. Quán cà phê cà pháo đây đường kia. À mà quên bật mí một chút. Sorry quý vị anh chị. Sorry bà con. Em mọi khi em sẽ nói về bên cái phần mà địa chỉ con nhà đầu tiên. Nhưng mà cái này mãi lần cuối video mình nhớ này. Là căn nhà này á, là nó tọa lạc tại phường Tân Phước Khánh nhá. Thị xã Tân Uyên Bình Dương. Nó là Tân Uyên Bình Dương. Nhưng mà nó ngay kế bên Bình Chuẩn nào. Nó giáp bên Bình Chuẩn đây đâu. Nó cách ra Tân Bình Chuẩn nó cách cái ngã tư Miếu Ông Cù có cây rưỡi đầu, cây hơn cây số à. Đi lại thì quá là tiện luôn. Đó. À, quý vị mà đi coi nhà tới Ủy ban nhân dân phường Tân Phước Khánh thì em đón nhá. Hoặc là cây xăng Hạnh Nguyên, hoặc là ngã tư Bình Chuẩn, hoặc là chợ Tân Phước Khánh, Ủy ban Tân Phước Khánh cũng được. Cách trường cấp 2 Tân Phước Khánh 500 mét à. Đó, đi lại rất là thuận tiện nha quý vị. Quá thuận tiện luôn. Nên là quý vị không có phải lăn tăn. Thực tế thì em đăng như thế nào thì ngoài nó y chang như vậy. Không có trao đổi dê bán thịt chó nha. Đặc biệt là về giá cả thì quý vị anh chị yên tâm. Đăng giá nào bán giá đó, không có sai lệch gì đâu được. Chứ không phải là giá trả trước hay là giá của căn nhà hay là giá riêng của miếng đất. Đây là giá cả nhà và cả đất luôn nha quý vị. Đó. Giá của cả nhà và đất luôn. Giá đấy là bao hết nhá, bao hết thuê phí cho quý vị anh chị quý bà con luôn đấy. Cho nên bà con chỉ có sách vali vỗ thôi chứ không phải làm thêm gì cả. Phòng khách của chúng ta rất là dài, sân để Honda bên ngoài kia. Anh em nào có ô tô thì phi thẳng vô trong cũng được. Rồi, xin chào tạm biệt, xin chào tất cả bà con, chúc bà con sức khỏe và tìm được một chủ đầu tư uy tín.
hãy liên hệ ngay với em Phương để căn coi căn nhà này nhá. Với ngã tư Bình Chuẩn cũng được, ngã tư chợ Tân Phước Khánh cũng được, mà tới ngã tư Miếu Cù hoặc là cây xăng Hạnh Nguyên đều được nhá, đường Võ Thị Sáu. Xin cảm ơn, chúc bà con sức khỏe và tìm được một chủ đầu tư uy tín. Hãy đi coi nhà này qua số điện thoại của em Phương trên màn hình nhá, là 0399 909 881, hoặc là kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0399 107 864 để trao đổi trực tiếp nhá. Ok.